Escucho. Ông chủ tịch các mặt tổ cái tâm đa can để thi sâm đa ca để nâng đo lịch ca chuyển từ xã cửa nhà năm bảy mặt tổ ca tăng thông đốt đến đào địa phủ xã xây đồng đi hay xong đồng lực thà xã cửa nhà rùm tiền xã miền biên là mốc đồng nàng đam đang rập đồng đi phóng miền biên tâm tài màu đỏ mũi nên sang tâm địa tì bằng nọ chào xong mặt cô nô cơ thiên lúc xây khi em đang mặt to xong nô xu lục xây và thay mình tịch tiết môn nâng mình chọn nó về là môn sầm rạ mình tịch nữa lục xây ba nồng lực đo cái nã thấp ở đây để cho room được nông vị thì một cô lục ca được bỏ lục xây khi miền ai có sao môi cho bằng hai lục xây lục bát thiên so mạnh nhạt ca ở vì lục bát thiên nằm bay và hai ai có xa môi đo xạ xây cứ ai có xa đi vì rồi xám sập đi lười chặt sập môi ai có xa ní ban kia còn loạn hạt ca su chấm lòi xạ xây mà nẹt tiết hai sôm ao đo chun từ xạ xây phần tai nơi kia đã xạ xây an ai cả sàn đi sôm mình chạy xạ xây tha lục xây con tại an bán hới đòi mình chạm bạch tập chmu nẹt đại lục xây khơi nơi không cùng nọt hai nơi tê nhưng đừng su lục xây ông chấm lại anh nhàn một rèo ba tala ca đầu tu lại cả sa chỉ cần đặt bì xạ về nhà dọc từ chun xã xây bình định lục xây nơi ai cả xa nữa cứ nơi trong tùm po tí mùi nâng tùm po tí pi này ai cả xa là lục xây của vùng cắn nữa xong lục xây bình định chmua nẹ là lục xây bán khớn hai lục xây bạp tự ông sầm nạc ca tha chmua nẹ đại lục xây bán khơi nẹ trời kê xâm phía nơi không còn nọt hai nữa chia nẹ đại bán châu ruông nơi không cam vị thị rịa bạc phía về phía lục xây đại chia gần áo thập ở đây mẹn thì còn đại bạp tha mẹn rưu mẹn bán hai lục xây mình chạm mạch an chmua quạt thì จับอ่านจับอ่านทั้งอ้อนั่งลูกเทียนจับอ่านทั้งอ้อนั่งปฏิจะมือจมหนึ่งจมหนึ่งได้คือนั่งพรับให้มนตรีรัฐบาลสำรวจรวมนำไปบางฮันจมหนึ่งได้ตะกอดเตยปิดเน็ตมือให้นั่งเตยลอยตอบจะนั่งสำนัวจะนั่งตรงตุ่มปอตีมวยประตูจงกรอยเก๋ได้มีนาโซ còn là chung mua bạn ấy chung mua nơi tầm qua tim mùi và toàn trong cào kì chàng chân khiêm chập đam xuống ta menu đại lục xây ban khơi nơi không còn nọt hai nâng chỉ chung mua menu mà nẹ nâng chỉ nẹ đại ban châu rùm nơi không vị thị เรียบเปียเปียរបស់លោកស្រីនៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមមែនទេចាឈ្មោះដែលអ្នកចូលរួមអដបានស្គាល់ដែរចាខ្ញុំអត់បានស្គាល់ ចាអរគុណ lớp khiêm chôm mọt đo bị thì điệp áp bị bia là bò lục xây nữa không rồi bóm nữa lục xây ban điệp rọp đuổi hai tha
nơi pe chôn mà đo ngay đã kê ao lục xây lang đại nhà nữa miền cái nạn thập ở đây chôn rùm hái chốt và toa pi lục xây lang đại nhà nơi dụng nâng hai ta miền rừng ở với bàn cả lang và toa mà tiệt cha ruồi bị ban phật đại nhà ruồi hái để chỉ cá bật nè cái cơ ban chặt tăng đọ tranh bị khnông ăn gặp hiệp bị khnông con ơi chặt tăng chỉ tia môi ơi mà sạ nâu riệp chăm tia môi ơi sạ nâu vận tải chấm buộc nhóm ắt ban mà cho rùm nộp tia năng tê bê ca bà đại nhà dụng năng hai bà đây bọc nhóm có kê mà tìm khu lúa nấu chăm nộp tia đại ông ca riêp chăm bà cô lão ý tay chăm buộc nhóm tâu cơ lãnh con cơ lãnh con nở rí vinh nâu nâu nắng thơ mà đa đôi rùa nâu đôi sọp đòn bàn tay bà thiên con kê ọt đăng bên núi cây sman đặt cây giống nắng mau lâu còn lại ta đã kê riệp cho mai đợt luống bay ngay ban kỵ đăng thạc nhóm ắt mau còn lại nhớ cô cây miên sport ni sa nắng cô cây oi hào mau rùm rùm chỉ mũi vào đây nhóm đặt ta kê riệp cho mai oi nắng có nhóm thầu vơ tập lập một ta nắng mù đây mù vào bốn đầu ta để ông ca kỳ điệp chồng ơi nâng mong nẹ nà chỉ nẹ bây thay cao mà nó ta nẹ nà chỉ nẹ hai lục xây ơi mò luôn nơi không tẹt để ông ca điệp chồng ơi mê không chmô bươn có ban tàu hào ôi mò tia đại ông ca giúp chăm ôi nâng mù đây mù lụp bồn nâng cứ mày không mù bươn nâng cha nâng không chầm lao ôi đã lục xoay bán chá lao ôi chú mùi nâng xa chá kram sơ bằng kết cứ nâng trông chầm lao lệch bằng bấy lục xoay bán này dạy thà khiêm đọc sóng cái một bây tháng ngày mẹ con gặp khi nhom ao từ nơi chỉ mối ở đây là bọc nhom nhưng trong ao lục sấy phải chẹt tha ta bên nưng hiện nay chỉ nẹp gặp lục sấy mẹ con rồi co chỉ một bừng cha chỉ một bừng chỉ mẹ không đạp rúm giờ lục xây nơi chăm ban thế tha nơi bên nọ ta bươn ban nỉ giấy gặp lục xây tha giang đôi mặt địch bị đại bươn nỉ giấy lục xây nơi chăm ban thế cha bên lu cô kê nhom cọ lịch bị ở đây vì dù mà hỏi bên tai bên lu kê ắt miên cầm riềm cầm hai nhảy kê khẩn tha ôi tù mua vào đây mua vào bốn nó đây để riệp chăm ôi tập bản năng nhưng còn riệp chăm mau hàng dục ta lúc đây vô đây tha mua đây mua vào bốn nó miền đây tha dạng mạch đá xong rồi lúc đây chui bộ ra mình chạy nâng cái ôi dương mò ruột lâu ôi trâu si dùng vạc cái này bê nụ cô nông bê dục đại khi nhau mò ruột lâu dùng mũi phá đầy nắng khi nhau có lộp khơi chlộp miền chlộp nâu cổ rộng tè
kê sơ cũng kê dương khánh lô dương mình xì dùng vạc nhiều chỉ mũi đây và bôn chăng chăng bê nó có nhóm đăng tham miên chlô có nhóm xùm rùa chất ạc miên bánh hà ai cả làng chỉ mũi đây và bôn này cứ đầy xung hợp đòi nghiêm xung hợp đòi cả khlạch phây khlạch miên bánh hà cả làng bố ấy bê nó miên chlô nó khổng tè. Ta giúp đỡ lục xoay khơi chlộp để lục được hàng kram tế nữa. Lục xoay miền ban luôn làm này cho mùi nâng cửa xa lục xoay được gặp đây lục xoay thế. Cha miền. Ta bên nó lục xoay thưa đòi xe mạng chất rư cô đòi bằng khom chất. Chắc bên nó nhầm trâu thật xe mạng chất bà cà nà dân cà miên bánh hà khai bì miên cụ thật nạ bụi ếch nông cà phê khai miên chlô bà nào bì cọm chân nhầm đôi ta sống rúa chất, đã chất, nóng chất tha vì chi viêng phát đầy bảo bốn. Vì thằng ngày này tao vì chi viêng phát đầy bảo bốn, ạch chi viêng, mình phát chẳng hiếm trâu tay sống rúa chất. Tao chất bất bạc cót rồi bỏ lục xây nơi bên nụa. Lục xây chong thơ được chất nét rưu cổ, lục xây kết tha, khi mình dùm rưu ếp xanh trâu tay thơ. Cha nhầm kết tha, khi mình chùm rửa ếp xên, grao bị bật ai bà bốn, bà kà nà bà khi nhầm mình vô khi ní, cứ khi nhầm khá bác sạch ở đây sọc, khi nhầm nâng bắt bóng chì vật. Chẳng khi nhầm trâu tạ đại chất, khi nhầm bà cha nà khá đông chất để kết tha, khi nhầm chìa mình phọt bị bật ai bà bốn, chẳng khi nhầm trâu tạ đại chất nâu bê năng. Đại chất hay khá nông chất năng, chạy tầm miên con chặt mũi chạy tầm bắn sơn chăng chạy tha bạc vật chỉ cù bền bạc nhom ao chặt nhom chạy tầm miên cá tàu tôn chăng nâng nhom dễ chặt nhom chỉ cù cá vật mà nhom ngày na có nhom bắn sơn prà đây bà tha vật miên chỉ bồ rơ nâng chỉ cù bền bạc nhom sông ao chặt nhom tàu tôn miên chặt ở nát kề pe nu hạ bảy đôi chỉ cù bền bạc nhom là hồn mà đào sập ngay chạy chặt nhom đôi tha vì chạy tầm đại chặt đòn tích miền ca sờ lạnh vào đây nha. Phim xua nơi khu nông than đập hiệp dục dục đại lục xây ban luôn làm này chung một đại lục xây lục xây ban phá bịa tha khai đại về nụ nơi dục nụ ba lục xây khai không biết ban lục xây mình bọc cài. Công an đã hoàn toàn khai. Cha bê nó chất việt toàn miên chất sở lãnh vào đây bàn tay khăn ông ca khai khăn ông ca khai đôi tha miên miên chlộp mùi phong mùi ná nực hơn thạ vào đây có luồng lồm tha dương chi phót mà kia vào đây vào bôn dương ở vấy miên tập vào đây vào bôn tê mình bạch miên ca lạ liềm ấy tê dương chi phót vào đây vào bôn mình rùi tê chăng nhom chết à đạp kê phong nông ca khai mình hiền bậc cai phụ ấy chlop kê mò đạp đầm bay thà dương nắng miền ca bậc cai mình cho sầm rỗng phụ ấy nâu sọc nhom nắng vì miền cù sa khla đại riệp ca hái vì mình cho sầm rỗng kia nắng kê có hào dụ của chuôn nở ri nâng mòn này non rư mui chạy đại toàn là cam ôi thưa đi thưa nung chăng lòn chăng nhâm mơ khơi cầm ru nắng nhâm
nhưng mình bình chất mình bất mình bình chất mình bất tay chất đã đạt chất chẳng đôi xa khai kế tay cỏi cỏi máu có nhóm xùm rùa chất xùm rộp tam phát đáy chẳng đó chê ta là hốt mà đó sọc ngay ní mô chà chào con lục sấy làm bay bình chạy nơi bà nhà ní nhung dung đo chùm láo đọc bò lục sấy chú láo chùm mùi nâng xạ chùm sự bằng kết nơi trong chùm láo lê bàm bay đọc đá nữa lục sấy bà này dây thà nhung đọc xóa khi nhung mình chong ruộng nằm nây chùm mùi bà đây đọc bò nhung tê còn tay khi nhung trời bằng khom chật khi nhung đăng thà bà đây đọc bò nhung mình sở lánh khi nhung tê ruột quát sở lánh nhà rịp xây tiệt khi nhung chong ao lục sấy bình chạy thà hà đợi với ban chỉ lục xây miền ở rắm tha lục xây trời kỳ bằng khóm về luôn cha chấm buông nhom yol tại yol cầu bị chặt kỳ cha nhom đăng tha về nu đây bọc nhom có miền nỉ xây đây bên tai mau pi bỏ vật từ rúc khóc nia chẳng phải đây nhóm ca riệp chăm chú mũi nhóm nó có ăn miên priêng tục bì môn này đôi xa thằng ngày để riệp ở phía bị phía nắng đôi ạch đăng luôn đó to là sao bê mong riệp ở phía bị phía hay cái phép tha cô đại cho vĩnh chẳng khẩn mà đo cả lãnh cái hủy chán quạt chô mong quý cao ấy mong hay mà giáng nhóm đăng tha quạt miên nà rịp xênh, cú con mũi nà rịp xênh, bánh tay đo nà rịp xênh nâng bà bọt tà rụp nâng át râu quát. Chẳng nâng nhóm nông chất nhóm nhóm tha quát mân sâu sở lãnh nhóm tê. Mà dáng nhóm có át miên sở lãnh quát đây. Bánh tay chùm buông quát vinh quát đăng tha. Ca rịp chăm chi viên chịp đầy bà bôn. Chi viên mân phót tà hai. Chẳng mân sở lãnh của thấu ta sở lãnh đây. Tay chùm buông nhóm chết thì vô khơi thác quát mình sẽ lành nhóm phụ ấy quát miên là rì xên chẳng nhóm có miên chất mùi chết ta phải cha na thà đây có mình sâu sẽ lành nhóm phân tam ca bất nhóm mơ ta kháng cao tê chạy chất kê ạt ấy tê bất mên kê tha kê là rì xên kê mình trâu chê cú phêng bỏ kê chất tục thật nhóm nắng chê cú phêng lỏ hai phê nắng kê đã chất ấy phân tay chồng phố nhóm vì ạt miên chất phân tay nhóm khlai nhóm khlai phụ ấy miên chlộp nâu kháng cao chẳng bà sân na chị đôi vì môn ní đôi sầm mày lâu ní cứ nhom bia rư bầm ra hai miền ca to vai tay bị một tay bên nắng nhom ăn miền ca to và chấm bù ăn ca phụ ấy cái tha dương côn ăn ca chẳng dương thổ tật đạp ăn ca nã na mui phải trắng cứ nắng phải trắng phải được bọt chẳng nhom thổ tha mình pin chất của thổ nhưng sầm rạch chất tật phơ đây phụ ấy sẽ đầy sập cha việt thùng về nấu khẳng mục cho các sân bà pin luôn lục sợi bọc cai cái lục bọc chang nâng ca điệp chom là bỏ ông ca nâng miên rương ở vầy cát láng sợ say mạch lời tọp nâng tâm nô đằng tí chia bậc phê tâm nô ốp bông màn vị thí đây ông nhầm đẹp bàn an vọt đang ví dụ một hơi. Chào xong bác quân lục thiến khi nhóm bánh chọc xâm nụ bác nhóm hay nâng bác quân được đi cao bánh to tạo đo xạ về nhà ăn trại chiếc xong bác quân. Bác quân xong chơi xạ về nhà rồng ăn trại chiếc. Let me start by just following up on one point from the subject. Did you? Did your husband? 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 Did your husband?
ta nè sợi nương đây là quan nè sợi nương đang thay vì miên pal pa pa là vậy thế bớt sân bờ nè từng pì nương mình rùm đầm này cho mùi khnien luôn cha cà rìu công công an toàn sợi tóp xả sấy xong chơi mì tivi cùng một món bà sầm ao côn lục thiến sầm nua là bo tầm năng sa bri nha andra chien ban mai ni khu ot kho ai pi samnu robo tầm năng sa bri nha chit kan long tau te khu chi pa phet samnu upaman vithi dael pdal akas aoy sak sai thveu ka sanathan mon men chi ka pat pa som chomtoh okun Mr. President, there's nothing hypothetical we need to understand whether what happened that night was voluntary, whether it was a choice, or whether we felt compelled to do it. Look, I think I'm going to say something about it. I think I'm going to say something about it. Chia phổ phết úp mà vị thí đôi khăn nề nâng xâm lùi trong cõi đó bó. Đồng nàng xạp đề nhà chiệt đài. Lực lên tại lục bình chạm đồng tiết hay mình cả bộ phái cho bác lót chia phía xa khám ái đài bình chạm thá. Mình bà mình miền này thá úp mà vị thí đài bóng nòng ai xạ khai cam bó xạ xây phát đo lại xâm thamàn nó tí. Thank you, Mr. President. My question is, on the night when you were asked to live with your husband, did you feel you had a choice on whether or not to consummate your marriage, to have sexual relations with him, or did you fear there would be consequences if you did not do that? If you did not do that. Cha lục bệ thiên cứ ca đồng bóng cứ nhóm khuyên chùm rử phâu na môi cứ ca xâm rạch chất đôi bị bạc à rò mộc phất cứ tha ba ca na dương mình xâm rạch chất xâm rùm chất nâu tam ca riêp chòm bò ong ca tế cứ dương khoa sạch đầy sọc nâng khoa sạch đầy sọc chăng ca sầm rạch chất đi đôi bị bạn na đôi chăng tập nè đôi chăng à rom đôi rước plau na chưa rước plau na có ắt chăng đấy họ chọn ắt chăng mà chăng cứ sầm rạch chất đôi vi tình nghĩa chất Thank you for clarifying that, Madam Nicholson. Sorry to have to ask you about such difficult things. One more question before I move on to another subject. You've indicated that you and your husband had three children together. Were any of them born during the Khmer Rouge regime? Cha cả riêng lục bá thiên cứ sầm rạch chất miền côn tì mùi côn say tì mùi cà nâu năm mà bón phẩm buồn hỏi chất phẩm buồn nông đam năm mà bón phẩm buồn hỏi chất phẩm buồn cha miền côn say mùi thank you let me move to another subject, which is the treatment of Buddhists in Chempaka District. In answer number 10 of your OCIJ interview, you described attending what you called a big meeting at the district level, at which the Chempaka District leaders made speeches. And one of the things you testified the district leaders said at this meeting was, and I quote, religion and pagodas would no longer exist. Unquote. Do you remember when
this meeting took place what year? Nè sợi chạm đà đế tha ta ca bạch chùm thân ạ sợ đọc thông nâng kì thua làng nửa pì nà đây. Nhưng mình chăm cho ba nâu cầm nọt hai ca bị chung. Bên nhóm chọn chăm thà bê bị chung. Nô ti cả lại thông thống nhóm ai à chăm. Bên tay đó tháng ngày khai cho năm cầm nọt hai bị ạch chăm đầu tiên. And in discussing this meeting, you referred to two locations. One was the Angroka Pagoda, and the other was a place in Kus commune called Angrole Village. Do you remember where it was that the meeting was held, where the district leaders announced that religion in Pagoda, tinh thông thông mày nắng lược lăng bà ca na lược lăng thà sừng cúng vì miền sasna miền ấy cả lăng nắng vì nâu tam ca bắt đầu về cướp ăn bị chôm nâu ăn bị chôm tôi ấy tam phum tam khum ấy cô kỳ lược lăng chẳng tay chúng bố mẹ tinh thông thông cô kỳ lược lăng nâu chẳng đài. Yeah. And were the pagodas closed and people prohibited from practicing religion after these meetings? ជាគេថាគ្មានសាសនាដោយថាគេប្រៀបធៀបដោយថា Brang chung, yên thoáng kum to si mong ta dial, dodging poor lok song, thoáng kum mô sợ tầm nu. Near ai nhung con chow ai ta dial, yên chung kê admin chum nu to lơ popot sasna kê doita kê nài nom yung kum oi miên chum nu, tong a nung sợ tập bay chum nu mân pet pokot. What happened to the monks in your commune during the Khmer Rouge? Tae prasang nơ khnong khum da na srei sna nơ khnong robop Khmer Krahom nung ke tveu avai dai chompuh prasang teang os noh. Cha ka pi chnam 70 71 72 73 ay chang prasang nou khla khla ay chang kroy mo ke oy prasang sak os hai. Hay bờ sân lâu anh chấn cái ôi đất biển hà chi con anh chấn vịt bài cái chọp ấy vô tàu chui con tòp nâu sầm mò phun khăn bốc và sân nắng chi con chấn ấy đặt bài đặt anh chấn đất biển chấn nó tàu tàu sầm mò phun mà đồng bay vô biển hà nắng tàu ôi con tòp rồi mò bọn và sân cô cái ôi sắc ở hai admin nó không nông quá đi, ôi sạc tầng ớt, miền bà xong, nó không nông quá đi. Đó, bà xong sạc hai anh chẳng ở đôi phá ôn, thay, nhóm nâng toa là sạc mơ cái sạc tầng thà, bùa à chanh bọc phẹt xì mong ấy, sạc bùa à chanh bọc cái chẳng. Yeah. Rồi mà sạc nó chô con dụ chôn ở hai, bà xong. And
You mentioned earlier this morning that when you were told by your unit chief that you were to be married, that you went to the pagoda to pray. Can you tell us whether pagodas were still open at that time? And when you went to pray, was this something that you could do openly? Bọn sở đoàn bệnh nông ta nở sở đây ai bọn sở đoàn chìa chùm ho hay kì mưa khơi như bán rồi mưa còn nở sở đây thưa đời mình đời xung ngạc thế. Chà phê nông đôi tha nông bọn ní mùi ní vui ông bảo sáng ngay kì ôi sắc áo hai bà ta bọn sở tục nông bệnh bà bốt ấy nông nông bà hiên nâng tại bà bốt đôi tay nâng bạch bọn áo hai tay bà bốt nông bà hiên nâng vì miên bà bốt thông nâng vì mình toàn ai vay cháu bán chẳng cái nhóm lộp tàu hàng dục nắng lộp tàu nắng công oi kì mình oi kì đắng ấy bà sân na chị oi kì đắng cái thai dương nâu miên chùm nưa mình bật nắng á chẳng cái nhóm lộp tàu ấy đòi xa thà tàu bàn pra nắng tàu đòi cà lùi chứ lùi tàu hàng dục Let me turn to another subject now. Can you tell us whether there were any Vietnamese or Khmer Krom people in your commune during the Khmer Rouge period? And if so, what happened to them? 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 Cha đồng bọn nhóm đôi ta ắt miền bị chia chun Việt Nam ấy đôi vì bên nó vì ắt sâu qua cho ba lo hăng phần tai cái chạy ta chảo chiếu chết cái chảo chiếu đây cái chảo chiếu tha bọn phụ ôn Việt Nam chăng cái chui bị chun tờ sọc tờ tê ấy bạn tai nẹt khá mình miền Việt Nam phong lắm lư tha kê bị chun tổ sọc tổ tên đôi tha ruồi nấu sọc mai đôi tha bà bẹ pe nông ca kia sừng con chẳng chạy ta chia lai á chạy chia lai tha ứng nhom bằng ôn Việt Nam bằng ôn Việt Nam ấy đòn chẳng cái chạy thưa cái cọt hay cái tha ơ ngày ni kê bị chun tàu bị chun ấy đò pe ca pet đò pe kê bị chun tàu mình bị chun tàu Việt Nam á bị chun tàu tàu Phnom Penh đấy chạy ta chia ngon ấy đấy bắt luôn là hốt mà đo sập ngay nè ngóng phần tam ca pet việt miền việt bang ôn Việt Nam ấy để nấu ruộng nấu sọc cái nhóm nu nhóm việt việt đôi thả róm muối chả chay lại thả ở Việt Nam đại tàu đầm bay thả ở kia phải chun tàu ruộng nấu Việt Nam nó khải lô bị sọc ruộng chieng nấu sọc khăm ai à đò pe thấy bề kê bị chun tàu hàng côn hàng trao tàu tàu bắt luôn á nó khá nó sao côn đây nó nông con vô tàu mà á lỗ cặp hì anh chân tàu Madam witness, you just sắp đến nhà luật sư xã xây từ tập ban dùng từ từ chấm lại đọc buồn này chấm lại nếu trong chế nào còn một đôi chân sắp bầm mũi miền ca bắc ca đòi mì khúm kê nâng bình chun Việt Nam từ lập từ bắc tây bắc kê vinh do you remember where you heard this announcement by the commune chief? Ta ban lư sĩ kê bắc ca lư nơi cái lại nà kê bạc ca nâu khnông ăn bạc chôm mỏng vì ạc miên lưu tha bạc ca hay bàn tay tam con tam ấy nâng đôi tha bạc thiên con bạc thiên ấy nâng kì đơ xua đơ ấy tam tê hành chăng ngô kì đơ con bạc bọt rụp tam tê hành chăng ngô kì tha nẹ mà chọp bóng bạc ôn Việt Nam nâng kì nâng bạc chun tàu sọc vinh hay là nè mù là thả nâng vì ạch miến này dây tàu phía chân bọn ôn đọc bẩm phân lì ạ chà đọc bọn ôn đọc bẩm phân nâng khá năng chạy thả cái nhóm Việt Nam nhóm anh chân ngô bà chun tàu đói đọc pinh pinh lan tàu
mình tàu Việt Nam và chun tàu tàu kháng Phnom Vĩnh đoàn trắng rồi mà bạn đăng tàu đi vì ở bên đi hướng Việt Nam đi chạy tới chơi Nam Nang Sa Phri Nha, khi ông trong su sum nuo tu luk sai mu chum nuon tiet am pi am pi ria kal ban top pi ke riep ka luk sai hoi ban top pi ke do luk sai pi ka bong rien co ma ban chum lai ti dap muoi nu khong sum phi chum tu sa chau krom su ban ke nu ke tha kể ao lục sậy ruột nơi khôn ông sạ co hay rệt đầy hay nung promol ách cô suy chi hay lục sậy ban tiệp lọt thả chiêu phe ruột nơi cứ lầm bạc hay lục sậy ban bị chạ thả nộp pe đặc chiêm miên tây phố chiêm miên ca lầm bạc nộp pe đài trình chu đây nộp pe đặc nhom chành cốn cây ban tị tiên khiêm nơi khôn ông phụ chung hay khiêm prang thua ka oi khlang chop sik dai dok srong ta luk ai luk srei ai prab tala ka man te tha ta mien tei puoh nou pel na nou khnong samai nou tha praman khae kroy pi mien tei puoh dal ke tamreu oi reik dai da dal nou cha khnyom mien tei puoh chạp tăng bị chạm mà quan bùm buôn hỏi chặt bùm buôn miền tây buông bị bạch khai chăng thế nhóm kê oi xã hạ có kê oi đờ rư ai cô hẹt đây đồ bộ chăng chặt xe chạy chăng đờ hữu ai cô nâng đờ thăng mà ngay ban và man cả lố bà ban tịch tuổi bà ban tịch tuổi kê co sang dương hay mà giang nhầm hồ bay vì tranh côn ha hồ bay ắt ca chư lằng côn chẳng hay sạch lằng chư lê tàu hử ai côn chẳng tàu hay tàu hệ đây chẳng tàu tích tích kịp và chung chẳng kịp co sang chứ ngay kịp tha dương nâng thư sự tệ rầm chư là thư ca nghe là tàu hệ tại đây là bộ nâng phần hệ sẽ nâng hệ nhân uất hoang hay đọp về bài nâng hộp bài ạc cao đây, tức xâm lo của hôm ban nhóm hộp tầm mùi bắl. Hộp tầm mùi bắl sụp tức, bắl sụp tức chẳng hóa, đọc bê ta thơ cài chẳng. Ta thơ ạc cao anh chẳng, kia chả tha dương nâng. Bên đi bà thiên con kia, kia mà sợ đầy dương ngay, kia tích tích. Kia mà sợ đầy chẳng hóa, kia tha dương sợ tệ rầm. Bê bạc ăn bà chung ngày đọc, ngày đọc, ngày mà phê ngày xàm chẳng kia bà chung. Còn cái bà chung cổ rộng tạch tiên khá nha. Cái lời khá nha tạch tiên tạch nhóm nâng. Cái thác nhóm nâng sẽ tệ ở rộng. Chân thơ ca tùm rôn ấy. Chân nhóm miên ở rộng mùi bà bạc chất á. Bà bạc chất nát nhóm thơ ca ạc ca hay đò bê lô hay ạ ha ạc cổ rộng tiệt. Thơ ca mong buôn hiếp lứ. Cứ nhóm thấu lăng thơ ca. Mong mà tình đọc bì tình đọc anh chúc mong mùi chô tiệt. Mong chỗ tiết mong phẻ mình chụp. Mong phẻ mình chụp mong phổ mũi chập thật đoàn thơ ca tiết đây. Nó hay thơ ca đòi về tình yên chẳng á. Ngần luôn, ngần khẹp ngần luôn chẳng á. Tình yên cái co sang ấy lại chẳng á. Đò bê bà bẹ chất bế nhầm dễ chỉ ca bết mà. Cái tha cả sang nâng cả sang bốl. Cả sang bốl. Nhầm nó khơi nâng hộ vị thi ấy chẳng nhầm bu cả sang nâng. Thôi bà mạch ấy mạch chắc. Là cả sang nâng ớt bốl tiết. Chạy ta thơ ca hay chướng hào bánh bánh nà này chướng. Hay phá đáy có ọt nâu đây, phá đáy nâu khung xinh. Phá đáy nâu nhóm nâu khung nhì nhón, phá đáy nâu khung lịch bồ. Thằng ngày ạ tích, đọc ngay chuộc khỉa mà đoàn. Đọc ngay chuộc khỉa mà đoàn. Hay chướng hào xưng chanh tức ai. Bánh tay nâu ta thơ ca chăng. Cái thà nó ngay dương chỉ nọc bệnh. Thơ ca tùm rôn. Mà hãy đào cho đào lăng, đào cho đào lăng. Ngó chương viêm sâu hờ mày. Đào chương dương viêm chân nọc bê chẳng viêm hờ mày. Cái than chẳng. Mà hãy ta thơ ca hằng khai chẳng phê chẳng. Ngó chơi ta thơ ca.
Thank you very much. Saprinya, some okun looks right, some unplue beer way in the year on Pical Parachat, Tata, Achipanha, Bob Bradley, Kang Dano, look ban, look right ban, Machata, ban, Alcom Nata, Kun's Ray, Dam Chanam upon Pomodoy Chets of Bramboon. Chang Kun Timui, card no Dam Chanam Pomodoy Chets of Bramboon, Tanchang Mandrute. Cha. Con tim mũi cao nó chín năm một đam chín năm một con buồn chắp cầm lá đam chín năm con buồn hồi chết cầm buồn and then xâm nụ hỏi tam đệ kim yul tha trầm trau đệ tế lục sậy ban miền tây pu à dạng hỏi na cha pi chín năm pom bồi chết sập bầm bay mò ta anh chăng rư à dạng nà cha nâng cha chập chập cầm nợ pel nâng ấy đo tập pel cát năm chặt cầm bún trong cát ban mà phê ngáy bay côn hột cát côn ban mà đập cầm bảy ngáy đập cầm bảy ngáy nhưng bay côn rốt Let me turn to mơ tâu khai phứ đây sẽ tự tục hội đừng ở hai cái đọt sai cô nắng đau và đổi nó tao lại chứ chà đau và đổi nó nhóm có miền ca rừng thuật cây đôi thà nè bọn phụ ôn ấy khơi chân cái miền ca rừng thuật cái ạch sau hiên chanh mơ tê nóm kia đê nhẹ nhò phê sập rụp đừng ở tay đọc bê cỏi màu nhóm đăng thà nhà năng kỳ xua thà bị môn thơ ai chọn hay đói khi nhà đăng chọn khánh là kỳ đọ khánh đọ sông của vật rụ tâu nhà vẹn quan thơ ca năng khánh kế đồng bay chui thơ ca nghĩa kê nhà khlác khi nhà thà cừu bừng hiên nhà khlác thà bẩn ly nhà khlác nị sật nô riêng anh chẳng tâu khi nhà chạy chơi khlác ná xua bị môn ấy bẹ sạ mán nó chạy chạy phải kê thoáng khi chạy mán ta kê chảo chịu ở nắng đồng bay rồi nè chạy đắng đọc bê thái tì bằng phót nè ở nắng kê chạp vô tầng ớ chmua tầng bà mà nắng kê chạy ta có chmua nốc nông sập phô bà vọt ta rù kê đó ta bê dục nắng kê chạy ta hào có chmua nắng ớ ôi nì xa hào mó bà mô tấu kê bà đỡ hằng xài chẳng tấu hay bị chia chôn mù lật than chẳng đai bờ miền cà bẹp con ấy miền bằng ôn thưa thùng thưa ấy cà chầm nón nắng cô kỳ chảo chịu đai sao xài bằng ôn viên sắt đặt nhẹ thùng chẳng cái thấu chập vô tao sầm lạp cho nó về nắng đai cái bịa mũi kinh dễ chẩn tha bao sầm lạp hay rụng lưng từng rư từng côn ấy từng cái bịa cái chẩn thành chẳng Uh,
Mr. President, I'd like to ask my question by having the witness look at two documents. I believe this document is a letter regarding from Nanyang Commune. មកពីឃុំនាងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីបៃលើពី4 Madam witness, you've been given two documents. នឹងហើយមកពីឃុំញ៉ែងញ៉ងនឹងថាតើលោកស្រីស្គាល់ណាខ្លះនៅក្នុងបញ្ជីនឹង And my final question, you mentioned that there were efforts to identify people's biographies in your community. Can you tell us whether you were aware of what the Khmer Rouge did, if anything, to try to determine which people in your commune, soldier or law enforcement officers? តាហ៊ានឬក៏មន្ត្រីលន់នល់នោះចាដែលឈ្មោះអតីតដែលតាហ៊ានលន់នល់ដែលប៉ុលពតយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំស្ដាប់អត់បានមិញអារម្មណ៍អត់មូចាសុំម្ដងទៀត My question is, were you aware of what the Khmer Rouge did in the commune to try to identify which people were former Lon Nol soldiers in the regime?
មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំបានចំទាស់ពីដើមហើយចំពោះសាកសពផ្សេង ដែលប្រើពាក្យថាខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំសូមការណែនាំពីអង្គជំនុំជម្រះថាតើឲ្យខ្ញុំលើការចំទាស់ជាបន្តដែលឬអត់នៅពេលដែលខ្ញុំបានចំទាស់នោះខ្ញុំសូមចំទាស់ចំពោះការប្រើពាក្យថាខ្មែរក្រហមនោះហើយជាពិសេសការប្រើឯកសារដូចគ្នានោះដែរ ដោយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាគឺមិនមានឯកសារដើមនោះទេហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើឯកសារនេះមកពីក្រាំងច័ន្ទដោយរបៀបណាដែរហើយខ្ញុំនឹងអាចនឹងជំទាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក្រែងថាអាចនឹងពន្យឺតពេលរបស់សហប្រាជ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបសួរអង្គជំនុំជម្រះថាតើខ្ញុំត្រូវជំ
Bà hãy lên ý, đó mong xâm rạ hơi hay bí vị lìa xâm nhập hiệu kỳ kháng xã Phí Nhá rùm cho mình nâng bí vị nó mốc nông nàng đang mà nâng rộp vần ý nếu sau đọc ràm để tí tiết mấy mình bần tay lấy đề xa miền bánh hai chấm tỏ và nâng ca tăng xâm lô chồng cõi rồi bỏ xã Phí Nhá chấm vô đâm nâng rộp chấm vô xã thay rùm ní rùm tiền ảnh cơ xa thọt chấm lòng phóng đài bánh hà ní ông đẹp phía xa tới khuyên xa miền bánh hà một smile phần mày bị cúp cong cho mày nung lấy mày một môn đèo nhầm ra bàn thầm rạch hai thầm mày chia viên viên ca khóc nha viên ca thầm rạch sẽ đấy lưu bành hà tại mũi nhầm ra bậc ca thầm rạch hai trăng trầm đi hay sắm nạc cá được tầm to thương nơi rượu nít chắp đàn bì mong mũi nâng sắm sắp nít tì hay xong chơi được thầy mấy vị nó mốc đồng nàng đang đang rập vào bên ý. Merci Monsieur le Président. Une requête rapide à la Chambre. Vous avez évoqué le temps de 15 minutes. Or, nous souhaiterions disposer de 30 minutes dans la mesure où nous avons pris un bon quart d'heure ce matin pour discuter la question de la session fermée pour ce témoin et que nous avons perdu une demi-heure de manière générale par le biais du nouveau calendrier d'audience pour la session du matin. Donc nous souhaiterions disposer de 30 minutes, peut-être un petit peu moins, mais à tout le moins 20 minutes en début d'après-midi. Je vous remercie de donner une suite favorable à cette requête. Nous avons pris un bon quart d'heure លើសំណើនេះសូមអរគុណបាទហើយពិតជាដូច្នោះមែនប៉ុន្តែអង្គជំរះក៏បានថ្លឹងថ្លែងផងដែររវាងថាតើក៏បីតម្រូវឲ្យសាក់សីរំនេះអញ្ជើញមកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៀតម្ដងទៀតនោះដែរឬទីឧទាហរណ៍ត្រូវចំណាយពេលត្រឹមតែ10 នាទីឬ20នាទីនឹងឲ្យគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាមកម្ដងទៀតនោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរបញ្ហាទី2គឺរឿងយើងធ្វើកន្លងមកនេះ ពីអាចមានការលើសខ្វះបន្តិចបន្តួចនៅលើពេលវេលាដោយការគ្រប់គ្រងពេលវេលានៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសម្ដាកាតាមដែលបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពសម្ដាកានៅអង្គជំរះនេះ7ឆ្នាំមកហើយនោះដូចជាយើងមិនបានកំណត់ច្បាស់លាស់កម្រិតដូចពេលម៉ោងបដាល់ឬក៏ពេលម៉ោងសម្រាប់បាល់ទាត់ដែលថាការ90នាទីគឺ90នាទីគត់ឬក៏រត់ប៉ុណ្ណឹងល្បឿន កម្រិតត្រឹមមិនប្រមាណនាទីបានវិនាទីនោះដូចជាយើងមិនមានអានឹងទីអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើហេតុផលលក្ខណៈសមត្រប់ដែលយើងនឹងរដ្ឋភាពថាផ្ដល់ឲ្យក៏បីភាគីក៏បីប្រឹងប្រែងដើម្បីចង់នៅក្នុងការសម្រិតសម្រាំងសំណួរដើម្បីសួរឲ្យចំដែរដើម្បីមានប្រយោជន៍ថាតើអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យដែរឬក៏យ៉ាងណា នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាស្រ័យអង្គជំរះនឹងពិចារណានៅពេលរសៀលនេះដើម្បីសម្រេចថាតើឲ្យបន្តឬក៏មិនបន្តពីព្រោះប្រធានវិញ្ញាក៏បានប្រើពេលវេលាយូរផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រូវរួលផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជប់សម្រាប់នៅបន្ទប់រួចចាំឬកន្លែងណាមួយសំប្រប់ហើយនឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់តាមនការនេះ វិញឲ្យបានមុនម៉ោង1:30នាទីហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាលសម្មការនេះនិងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសម្មការនៅក្នុងបន្ទប់សម្មការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1:30នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ